Eva. Ơi, hôm nay là sinh nhật của con chưa quen nè. Được 5 năm tuổi rồi tròn nè. Đấy chị nói là 6 tuổi nè. Eva. Trông thấy mọi người. À, đó. Quên. Thật thà đó là đi pop là đã quên cơ. Lê vòng hả? Mẹ! Ở trong mẹ cơ. Điều dạ vậy, dạ bố sẽ nhất á. Dạ! Chị, cái đấy ạ. Hả? Ừ. Bằng, bằng út nè quý. Hai có tạo bằng mẹ. Thôi nè. Thôi, biết lên thôi. Tê hả? Thôi.